Lăn luôn à? Ủa chắc là hẹn á. Đấy, 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 rồi, 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 vô. Ê, cái gì đấy? Ui, đẹp chưa, đẹp chưa? Trời ơi, con này to thế nhờ. Đây, trời ơi mọi người ơi. Đây, 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 đây mọi người này. Trời ơi, bỏ xuống ăn liền mọi người này. Đẹp quá à. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của anh nha mọi người. Hôm nay cùng anh đặc biệt tiếp tục câu cá nha mọi người. Hello mọi người, bây giờ chú cháu mình đã đến khu vực câu rồi nha mọi người. Bây giờ bắt đầu lắp đồ vào câu thôi. Mọi người cùng theo chân mình nha. Hôm nay ta câu cá chép nha mọi người. Nên chuẩn bị là mồi là cám mọi người nha. Đấy, mồi là cám này. Với đồ nghề lấy câu thì chú mình có sẵn hết rồi. Việc ra là câu thôi. Đấy. Đây là bộ lưới câu của chú mình luôn nha mọi người. Hôm nay chắc là bắt cá lớn á. Ủa quay câu con đấy ở đâu chú Thái? Câu ngay luôn. Đấy, công thức mồi cũng đơn giản thôi nha mọi người. Câu là hán chú Thái? Lán cũng được câu luôn. Dạ, để từ đó để cái câu chú Thái. Đây dành cành của chú mình nha mọi người. Hai chú cháu bắt đầu chuẩn bị đi câu mọi người nha. Đấy, bây giờ tới điểm câu mọi người nha, cắm kinh câu mọi người này. Đấy. Cái này là câu đáy mọi người nhé, ở dưới cái tre, cái chép tùm lum mọi người nhé. Hên xui không biết nay có được câu nào không đây. Nên tới những vị trí đặt câu nha mọi người. Đấy, chú chỗ này điểm câu đấy mọi người. Đấy. Giờ là chờ đợi mọi người nhé. Chờ đợi cá nó ăn thôi, không biết khi nào nó ăn thì chờ đợi nó ăn thôi. Vâng, con này ăn hơi nhét đấy chứ. Vâng. Ủa, nó đang có 6-7 cành gì vậy? Vâng, 7 cành à? Dạ. Đấy, bây giờ bắt đầu thả những điểm câu mọi người nhé. À, trong ngồi đợi thôi mọi người ạ. Cái cần máy nãy nó hơi lâu nha mọi người. Mình được thấy có cái chuông mọi người nhé. Chú nào mà cần nào mà rung chuông thì mình tới mình dịch lên thôi. Đấy, đây là nhiều cá to lắm mọi người nhé. Cá ăn mọi người ơi, cá ăn mọi người ơi. Đây đây. Vừa vô là ra, vừa ra là ăn rồi nha mọi người. Đây là cái gì đấy mọi người ạ? Cái gì phải? À, mè hôi à? Đấy. Lên luôn mọi người nhé, không cần phải ấy. Chỉ có ăn thì đưa về. Dạ. Đấy, vừa ra nó có cá nha mọi người. Cái này là mè hôi mọi người ạ. Đấy, cho cày đi. Đấy, vừa ra là chúng mình đã có cá nha mọi người. Ok, quá ngon luôn. Không mất thời gian lâu của mọi người luôn đấy. Vừa ra là có một cái mè hôi mọi người nha. Bây giờ mình cầm vô mọi người nha.
vừa ra đó trúng rồi mọi người ơi, may quá. Ủa, có cái đọ vào đọ bỏ như thế để đây à, để vậy như thế. Trúng quá mọi người ơi, vừa giấu được một con rồi nha mọi người, may quá mọi người ạ. Đấy, vừa ăn xong bây giờ tiếp tục là chú mình làm mồi ra, tiếp tục câu tiếp mọi người nha. Cái tre, ui giời ơi, chết rồi. Cái tre đang mọc quá trời ngoài kia luôn mọi người kìa. Hiện tại cái tre mọc rất nhiều ngoài khu vực này luôn nha mọi người. Hy vọng từ giờ đến chiều là có một con cá tre dính bẫy mọi người nha. Vất vả nha. Đấy, khu vực này rất đẹp mọi người nha. Khu vực này chúng mình rất là đẹp mọi người này. Có gì không? Đấy, rất nhiều điểm câu cho mọi người luôn nha. Chỗ này hiện tại là khu vực Tân Mai ở thành phố Biên Hòa nha mọi người. Đây là mọi người đang lưới mọi người nhá. Đấy, chúng mình đang lưới mọi người này. Cái gì vậy Thái? Ủa, nó ăn luôn à? Ủa, chắc là hén á. Đấy, rồi, vô. Ê, cái gì đấy? Ui, đẹp chưa? Trời ơi, con này to thế nhờ. Đây, trời ơi mọi người ơi. Đây mọi người này. Trời ơi, bỏ chúng ăn liền mọi người nè. Đẹp quá. Cái ăn nữa à? Cái ăn nữa mọi người ơi, cái ăn nữa mọi người ơi, chúng rồi. Đây này, cái ăn liên tục mọi người nhé. Chú mình đang kéo mọi người này. Đấy, cần đang kéo mọi người kìa. Đấy, cần đang kéo mọi người nhé. Đấy. Không biết là cái gì đấy mọi người. Cái ăn gớm không kịp luôn mọi người, ăn gì không kịp luôn. Ủa, mắc là chú Thái? Mắc rồi. Ủa, chắc mắc dây neo rồi. Ở dưới đây bè mọi người nên dây neo này kia nó khá nhiều mọi người nhé. Ủa, chạy ra. Ủa, con chạy kia, con chạy kia. Chép à. Đấy, chép mọi người nhé. Ui, to kia. Cái tắt vậy. Ba, nó chạy mấy vòng. Chép cho mọi người. Đấy, một em dép mọi người nha. Kia đâu mà sao vứt lúc mà. Đéo rồi anh. Hơi dính vô rác mọi người, chúng mình đang gỡ mọi người nha. Nhà gà còn dành cây nữa rồi, bỏ mang ra hết xà đi. Cá gì đó kịp như thế? Ừ. To như thế? Kỹ à? Ủa, em ơi. đá cho kìa đó. 8 lạng rưỡi. Đấy. Trời ơi, đá cho mọi người. Đó là ngon rồi. Đó, chúng mình đang gỡ mọi người này. Đấy, em mọi người nha. Đấy, đồ vô vợt luôn mọi người. Mồi bén như thế rồi. Cám mồi bén quá. Lấy câu nó mắc vô à? 4 lưới mà. Rồi, ok. Ok rồi nha mọi người. Nãy giờ tạm thời được 3 con rồi nha mọi người. Đây một con chép mọi người nha, một con chép. Thôi con này ký, con này ngon á. Con này ngon đó chứ. Quá ngon đi. Vâng, đây, quá to luôn mọi người này. Đây, cao. Ok luôn mọi người nhá. Đấy, ok luôn này mọi người này. Đấy, quá đẹp luôn này.
đây bàn tay của mình mọi người. Đấy, rất là to mọi người nhá. Đây 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 con lưới nha mọi người, hai con mọi người ạ, à, dịch liên tục luôn mọi người. Không kịp gỡ luôn này. Con lá này cũng to nhá. Đấy. Giờ mới gỡ nha. Đấy giờ mới gỡ này. Đang đang con này mới lên con kia dịch luôn, không kịp kìm. Đấy, đây là hén mọi người nha. Đấy, đấy, rất là to mọi người nha. Con này tầm 3 4 lạng đấy mọi người. Đấy. Dịch nó là mệt luôn đó. Đây là anh tiếp này, hai con này dính liền ăn liên tục con này. Đấy, tổng cộng là con thứ ba trong ngày mọi người nhá. Giờ thiếu cái chè thôi, đủ lại cá rồi đó. Rồi con này ngon đấy chứ, con này hơn ký chứ. Con này sao 1 ký được. Đấy là hén mọi người nhá. Đấy, ok luôn. Ok, đây là thành quả hôm nay của chú cháu mình nha mọi người. Do có công việc nên mình phải về sớm mọi người ạ. Anh em nào xem thấy hay có thể để lại cho mình một đăng ký và một lượt comment nha mọi người, để cùng mình trải nghiệm những video tiếp theo nha mọi người. Giờ thì chào tạm biệt mọi người nha.